anh em mình cái chuyến này gặp sóc nó ăn con cái cây xoài rừng, nó ăn xoài rừng nha. Xoài này, xoài rừng này loại nhỏ, loại nhỏ mọi người này. Đây này, cái này xanh lắm nha anh. Ngon lắm nè. Đây này, xanh nhỏ quay. Cảm giác ngọt lắm, ngon, ngọt chua chua mà quả này hơi xanh xanh, hơi chua chua. Ngon nhỉ. Nè, nè là nó bận cái cây đấy là về đây chết người. Quá là đã luôn. Cửa. Ngon không? Ngon. Ngon ngon chua chua ngon ngon. Chua quá. Đây anh em, trên tay mình mà có 3 quả và 4 quả này. Ê, cái con kiến ấy kia bay mất, một cái quả đó bị hư rồi. Mà quả này rất là ngon này, mà nó rất là ngọt này. Cái này không chín lắm này. Mọi người xem này, nó vàng và rất là đẹp nha mọi người. Phải nói là ngon hết sảy luôn. Ui, trái đầy luôn. Mà trên cây này ăn đà lắm mọi người ạ. Trái bị hư. Ngọn như sằng ngọn nhà.
Ăn no luôn à. Ăn xoài chưa hết mà lại thấy ở đây có cây chôm chôm hay vải rừng đây này. Đây trái luôn này mọi người, chi chít luôn này. Chôm chôm rừng, mùa này là mùa. Nó hai anh em ở dưới kia đang ấy xuyệt, mà đúng xoài kìa mọi người. Đó, xoài đó thấy không? Và sau đây một cảnh nữa mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, đây là mình muốn chia sẻ tới mọi người cùng xem này. Mọi người thấy cái đầu kia đấy không? Con sóc đang ngồi làm giả bộ là như là một cái nhánh cây gì đấy đấy. Hồi nãy khi nãy mình lên á, là nó đang ăn trái, nhưng mà mình lên phá đám nó, mình ăn trái cây nên là nó không có ăn, nó giờ nó chờ mình xuống. Mọi người thấy con mắt nó không đấy? Nó không hề động đậy nha. Hồi nãy nó quay đầu đầu kia, bây giờ nó quay đầu đầu này nè. Quay đầu lại rồi nha. Nó chờ mình xuống để nó qua nó ăn. Thôi giờ mình ăn đủ rồi, mình đi xuống mình để dành cho nó ăn. Chứ ăn hết trái cây của nó cũng tội nó lắm. Mình đã xuống tới đất nha mọi người. Đấy, cây lên này. Bọc này. Nãy ăn thèm ăn đá trên đấy rồi, giờ lại thèm ăn nữa. Đó. Ôi, ôi, lan. Lan. Mọc vào đá. Ta dễ đi. Thế nhiều quá, khó mang đi ạ. Khó mang. Đá nhỉ? Tôi đang nhìn trên cái cây này. Tôi bảo mời, khó mang lắm. Này, ông cầm cái nhỏ này đi. Này. Tôi đang nhìn trên cây không à? Mời tất cả ăn cơm mình. Ăn cơm cá khô giả với ớt với ít bột ngọt nha mọi người nha. Câu này làm cái món này giống con muối. Nè. Yeah. Câu này làm cái món này giống con muối. Anh em mình ăn cơm chua nha. Cơm chua ở rừng nha. Quê em ăn kiểu gì mà cá rất đầy thế?
Khi ăn về thì đau cái gắn đau cái tổ không ấy. Dám đúng. Mà sợ hả? Hả? Mà sao muốn rào mụn? Ai đau đâu. Thích cái đi phải ai mới đau hả? Rào mụn còn mới có tổ ong ở đấy à? Cứ... Đã đào lên rồi. Cứ lên rồi. Kỳ qua mẹ em ơi. Không, nó cũng không dám cắn nè. Ừ, cũng cắn lại. Nè. Nó đang... Không, nó đang tìm những mày, mày bôi cái thuốc, mày để im quá. Mày cứ để im quá. Đây, mày nó có cái thuốc. Thằng nó đi đám cắn mà thấy chưa? Không thì nó cắn lâu rồi, không phải cái bên đây cắn đâu, cái bên này cắn nè. Bên này. Mày ngu. Bên này đấy, cái bên nhỏ. Mày nhỏ tí ấy. Đây, bắt đầu cắn rồi nè. Đấy, cắn rồi nè. Đấy, ở dưới này. Nó đang tìm chỗ. Tìm chỗ nó ở dưới đấy. Nhưng mà cái chỗ. Nó có cái chờ lại không? Mày nhìn xem con vắt. Đây, con này nó có thể có thuốc bôi ở đấy, nó không cắn mấy. Không dám cắn. Ừ. Cắn thì chắc cắn nhỏ lâu. Nó thấy có thuốc. Đấy, bắt đầu ạ con này, tưng ngưng rồi ấy. Dạ. Chị dám cắn. Chị dám cắn đâu mà. Ê, thật không cắn. Nó dám cắn, nó giống cái thuốc kìa. Cái đấy là nó đứng đấy, ở đấy. Cái đấy là cái tính thôi. Đấy. Không phải nó cắn đâu. Cái đầu nhỏ á. Đấy, cái đầu nhỏ hút máu. Con dắt mọi người ạ. Thấy kìa. Hút máu kinh lắm. Đi thuốc vô đi. Nó chết là chỗ rồi. Nó thuốc rồi, không có ăn. Ăn chết rồi. Ơ, con này không dám cắn rồi.